Đất khi nay vô các ngài đáng thọ lệnh của tính thí, tịnh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh Kalikarani vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anh ta năng nhắc thiện tăng lô khan sa ti, các ngài là phương điểm của chúng sanh không đâu bị kịp. Nam thi mê sa ra năng anh nhân sẵn khô mê sa ra năng quá răng ê tê na sanh cha văn chê na hồ tu mê cha ya măng ca lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thảnh kính mà nương theo. Thẳng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quanh đa mi chê tí dân sắm băng sa bánh thành nê sư ba tín thi tăng. Sa rê rê khá tha thú ma ha bù thiên phun tha vũ băng sáng ca lăng sa đa. Con đem hết lòng thảnh kính tất cả các bảo tham, ngọn xa lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Chá ra thầm môn hí chá răng á na tì tu, dạ thí thầm môn hí chá tìm á na tì tu, ma ra na thầm môn hí ma ra năng á na tì tu, sắp bê mê phí dê hí ma na phê hí na na phà vô hí na phà vô, khẩm ma sa khôm hí khẩm ma đà dạ đô, khẩm ma yô ni khẩm ma bản thu, khẩm ma phà thí sa ra nô, yăng khẩm măng khà rít sa mi khăn ra dạ năng, wa phà phá căng wa tắc sa đà dạ đô, pa vi sa mi e wang am he he ap pin hang pan cha wen ki ta bang ti. Thế Tôn lời dạy tỏ đường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân Phật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo vận minh kết thành. Sắp về sanh ta avira hồn tư, sư ký ta hồn tư ninh tư khả hồn tư ấp gia ba cha, hồn tu anh ni kha hồn tu đi kha yu kha hồn tu aroga hồn tu sam ban ti hi sam mi chan tu su ki atta nang pari ha ran tu tung kham ban ta chan nin tung kha pha yam ban ta chan nin pha ya so kham ban ta chan so ka hồn tu sam be pi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đừng sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho đừng sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho đừng thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho đừng sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính mời đạo tràng cùng con thọ tam quy và ngũ giới. Ukkasa mayang vante vi sung vi sung ran kana tha yati sarane na saha pancha sila niya cha ma. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti yam pi mai yang phan te vi su
trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti âm vi ma yang phan tê quy sung quy sung rắn khan tha yat thi sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con kính dâng đức đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào cho thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt Đà Hồng Sa Năng Gai Cha Mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Đồng Măng Sa Năng Gai Cha Mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn Khăn Sa Năng Gai Cha Mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng. Dù ti dâm vi bụt đăng sa nâng gai cha mi, con em hành lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dù ti dâm vi đấm măng sa nâng gai cha mi, con em hành lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dù ti dâm vi sang căng sa nâng gai cha mi, con em hành lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi bụt đa hăng sa nang gai cha mi, con em hành lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam vi đấm măng sa nang gai cha mi, con em hành lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang khăng sa nang gai cha mi, con em hành lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bun thăng saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti yam vi bun thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu ti yam vi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tu ti yam mang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi bun thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam vi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thị saranang nikhi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạm tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na tí ba ta về ra mi sĩ kho bánh ăn sâm ma đi dạ mi, con xin vâng cho điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mi đi sĩ kho bánh ăn sâm ma đi dạ mi, con xin vâng cho điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra về ra mà ni si ca bất năng sa ma di dạ mi, con xin vâng cho điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về ra mà ni si ca bất năng sa ma di dạ mi, con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự nói dối.
sura me rayama chapama datha nam về làm anh ấy thì khó bên anh xong mà giảm đi còn xem bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata về làm anh đi thì khó bên anh xong mà giảm đi còn xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hận. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nổi dối. Sura me raya man chap pa ma dan tha na ve ra ma ni si kha pa dang samadhiya me. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ma ni pan cha si kha pa dha ni sa thu kang ka toa ngọc ba ma de na ni cha ka lăng samarak khi tập băng. Chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ama phan tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na sô ca tinh doanh tị, sì lê na phô ca sâm bác đai, sì lê na nê phô tinh doanh tị ta sâm mai, sì lăng quỷ số thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhâm nước bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thức lành thai. Ung ta măng ghê đa văn đê hân, và đa văn dung và ung ta măng, buồn thế vô khá lý thu đô sô. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, quỷ xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa lang tham me yo kha li tho do sa tham mo kha ma tu tang ma man. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quỷ xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de hang sang khan cha du vi thon ta mang sang khe yo kha li thu do so sang khu ka ma tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Chí Đức chúc phúc cho hàng Phật được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sư Rạch Minh Mê Bụt Thá Sê Thô Sà Rì Bụt Tô Chí Đắc Thí Nê Hoa Mạ Ấn Sê Mộc Ra La Nô Bụt Rà Tô Bí Đắc Cá Thá Giang Bạch Chí Mê Mà Mạ A Năn Đô Kỳ Nà Sá Hoa Chá Tôn Đi Sa Sá Mạn Tà Rô Cà Ba La Cha in da de wa sa pram ma kai te sang anu pa we na sa pe pha yao ban ta wa ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa tu đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phất với trái tiền liên hầu trước mặt là tam tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán để thích lòng phạm thiên do ai được pháp màu hồ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt
so thà là thô chúc kỳ tổ bồ nô hô bồ tát sa sa ne a lô go chúc kỳ tổ hôi sa hạ sa bế nha ti bế sa thà là tham chúc kỳ tổ bồ nô hô bồ tát sa sa ne a lô ga chúc kỳ tổ hôi sa sa bế nha ti bế đề thà là tha chúc kỳ tổ bồ nô hô bồ tát sa sa ne a lô ga chúc kỳ tổ hôi thà sa hạ sa bế thị nhà tị phiên cầu mong cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ sa thứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Thầy đó. Con kính tri ân Ngài. Akasattha cha bhummattha devanaka mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha devanaka mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu no gau. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu kanino. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo bào, tu hành tấm ngõ hầu vô sanh. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại rãng tu hành, nguyện giữ gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải tải, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhà tít đằng hồ tu sư ký tà hồn tu nhà tát vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đăng quát tê mê buôn nhân, á xà quát khát gia quát hằng hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến Ngài Trị Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô bùn nhân ni bàn na sa phát chất yô hồ túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xà thứ lành thay. Dạ giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân Ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ thưa con đã thấy thầy kinh đã vào lớp, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ, kính lễ sư Thích Đức, kính chào tất cả quý vị. Rồi, đó không? Ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài tuần rồi tiếp theo ha. Khi vào buổi Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadame Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sacchadhammakanuttamang Con xin đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo họ chính văn cao quý. Con xin nói về những gì chưa định công vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Rồi, kính thưa tất cả quý vị. Bữa nay mình không đọc Pali nha. Bữa nay là vấn đáp số câu hỏi rồi sau đó học bài ha, để cho đỡ mất thời gian ha. Giờ chuẩn bị tinh thần nha, đúng vui có thưởng, không biết thưởng kỳ này thưởng gì đây. Ai làm MC? Alo. Ai làm thư ký? Chắc là thư ký viết bài của cô Nhật Quỳnh hả? Cô Nhật Quỳnh làm hai làm rồi, ok, xả thử. Rồi, bây giờ chuẩn bị nha, ghi nha, câu số 1. Lậu, phải, bọc, phải, kết, phải. Khác nhau ra sao? Và giống nhau ở điểm nào? Lậu, bọc, kết, khác nhau ra sao? Và giống nhau ở điểm nào?
lậu 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 hoặc đó chứ mày lộ bởi mấy mày đang học á lậu lậu chỉ lộ là bạch trạch sửa là chỉ lậu lậu hoặc á lậu bọt kết đúng rồi đó khác nhau ra sao và giống nhau ở điểm nào đúng rồi đó sửa là chỉ lậu thôi lậu bọt kết khác nhau ra sao và giống nhau ở điểm nào rồi. Như vậy là cái câu hỏi quá dễ ha, đơn giản ha. Rồi ai tình nguyện cứ giơ tay lên ha, giơ tay lên cho thêm phần hấp dẫn. Cứ nói đại ra không được, lãnh là không được thì ăn vịt lộn, không được thì được lãnh bông hoa này kia. Rồi xin mời quý vị. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng, con xin phép trả lời có sai xin thầy sửa giùm cho con. Là lậu bọc kết khác nhau ra sao và giống nhau ở điểm nào? Dạ thưa, lậu là bốn pháp trầm luân làm cho chúng sanh mắc mãi đắm chìm trong tam giới, còn bọc là bốn pháp lôi cuốn chúng sanh mãi trôi nổi trong bể khổ, còn kết thì là trói buộc, là bốn pháp trói buộc chúng sanh dính mắc trong vòng sanh tử. Còn giống nhau như thế nào thì con không trả lời được. Đang nói được có phần nữa à. Thì mình phải nói nó khác nhau chỗ nào, nó khác nhau ra là sao, nó giống nhau chỗ nào, nói rõ ràng nó chứ lên trả bài cái đâu có được đâu. Rồi mời cái gì khác nha, mời cái gì bổ túc nha, mời ai lên bổ sung nha. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, lậu khác nhau ra sao thì lậu đó là sự ngâm tẩm, sự rỉ ra, sự tiết ra những chất nhơ bẩn, là những cái phiền não. Lậu thì gồm có bốn lậu: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Bọc thì là cái sự cuốn trôi giống như dòng thác, và những phiền não nó cuốn trôi thì nó cũng gồm có bọc là sự cuốn trôi thì nó cũng gồm có bốn cái là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bậc. Kết là cái sự kết chặt, sự bó buộc, sự gông cùm. Đây là chỉ những cái phiền não. Thì
cũng có bốn là dục kết, hữu kết, kiến kết, vô minh kết. Đó là sự khác nhau về ý nghĩa. Còn giống nhau thì đó là những cái phiền não để cuốn trôi chúng sanh vào vòng sanh tử, hết kiếp này qua kiếp khác. Rồi giống nhau nữa là về chi pháp, chi pháp của lậu. Thì trong có bốn lậu, thì có dục lậu là tâm sở tham, trong tám tâm tham. Còn hữu lậu là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Kiến lậu là tâm sở tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà. Còn vô minh lậu là tâm sở si. Về bậc và kết thì cũng tương tự như vậy, cũng là những tâm sở đó, nhưng về ý nghĩa thì nó khác nhau. Dạ. Tức là giống nhau là về cái, nó cũng là phiền não để cuốn trôi sinh tử, luân hồi. Và nó giống nhau về chi pháp, nhưng mà về ý nghĩa thì nó khác nhau. Dạ, con xin bổ sung với Tina là như vậy. Con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Xa hữu, xa hữu, rồi đúng rồi. Nó khác nhau về ý nghĩa, tức là dục lậu, không cái bọc, lậu rồi bọc rồi kiến, khác nhau về ý nghĩa, nhưng mà về chi pháp thì nó giống nhau. Thì khi mà nói tới lậu thì giống như là mình khi mình gặp những cái chuyện gì mà bắt cảnh này cảnh kia đó, mà những cái lậu hoặc nó giống như mình bị chích vô, giống như người mà có một nhọt ha, bị chích vô cái nó xì ra, nó xì mũ ra, nó xì những cái lậu hoặc ra. Thì như vậy đó, là khi nào mà bị xì ra thì gặp những pháp, gặp những cảnh nó làm cho ác pháp nó xì ra, vậy thì kêu là lậu hoặc. Còn gặp những ác pháp mà làm cho bị trôi dạt cuốn đi đó, ví dụ như mình cảnh nào đó mà làm phát sanh những cái lậu hoặc, nó sẽ cuốn mình trôi theo đó, mình không có tự chủ được nữa, nó cuốn mình trôi, nó phăng mình đi. Thì như vậy là bọc. Còn kết kết nè, tức là khi nào mình gặp đối tượng, gặp cảnh mà cái tâm mình nó bị trói chặt vô những cái sắc thinh hương vị xúc đó, bị trói chặt vô nó, thì lúc đó chúng ta là bị kết. Thì như vậy nó tùy theo đối tượng, tùy theo duyên, tùy theo cảnh, nó làm phát sinh những cái đó, khác với nhau ý nghĩa cái đó, nhưng mà về chi pháp thì nó giống nhau hết. Đó là cái câu mà cô Nhung ha, cô Nhung trả lời là được hoàn toàn ha, chính xác 10 điểm. Còn Tina nãy Tina phải không? Tina nửa câu được 5 điểm, xa thứ. Rồi câu số 2. Số 2, ai chuẩn bị ghi nha. Sáu xứ là gì? Và tại sao do sáu xứ? Sáu xứ là gì? Và tại sao do sáu xứ? Sáu xứ là gì? Và tại sao do sáu xứ? Cô Nhật Quỳnh nha, đâu mất đi rồi. Là tại sao do sáu xứ mà chúng sanh bị sanh tử? Phải. Mà chúng sanh bị sanh tử. Phải. Bị trói chặt vào vòng luân hồi. Bị trói chặt vào vòng luân hồi. Rồi, sáu xứ là gì? Và tại sao do sáu xứ mà chúng sanh bị sanh tử, bị trói chặt vào vòng luân hồi?
Bởi vì lên phân tích giải thích cho nó ngọt ngào ha. Sáu xứ là như thế nào, là cái gì, là Sài Gòn, Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Thuận, đủ sáu xứ rồi. Rồi mời quý vị nghỉ tham gia nha. Nam mô Bích Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sơn Kha dạ. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào thầy kinh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhật Bình xin được trả lời câu thứ hai. Mong rằng để thầy sửa sai, để đạo tràng nhất là Nhật Bình được học. Dạ, sáu xứ là gì? Sáu xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là sáu xứ. Và tại sao sáu xứ mà chúng sanh bị sanh tử luân hồi, bị trói chặt trong dòng luân hồi? Thì do sáu xứ này, khi mắt mình nhìn thì do vô minh mình thấy toàn cảnh đẹp, do mũi mình ngửi cũng do vô minh mà mình ngửi, mình mê đắm vào những cái mùi thơm, những cái mùi thúi thì mình tránh ra, mình không có ngửi nên mình cứ thấy thơm không, nên đó cũng là cái cuốn mình vào luân hồi. Tai mình nghe những âm thanh thì mình lọc lừa những âm thanh dễ nghe, dễ chịu, mê đắm vào những âm thanh đó mà mình không nghe, không thấy những cái âm thanh rất là khó nghe, rất là khủng khiếp. Thí dụ như bây giờ hoàn cảnh ở Việt Nam, mắt á, mình thấy toàn là nhà lầu xe hơi này kia, nhưng mà mắt mình không nhìn thấy được những cảnh dân chúng đang đổ xô nhau đi về quê. Có những cảnh rất là đau thương, đi bộ vợ chồng con cái đùm bọc với nhau, thì do mình không có thấy được cái cảnh đó, hoặc là mình thấy mà mình do vô minh, mình nói là chuyện của người ta không phải của mình, nên là mình bỏ qua, mình không thấy đó là khổ. Nhưng thực sự đó là rất là khổ, rất là khổ luôn. Rồi tai mình cũng vậy, tai mình nghe nghe toàn là những âm thanh dễ chịu, hoặc âm nhạc, hoặc là những tiếng nói ngọt ngào, mình không thấy, không nghe được, không nghe được những cái cảnh, hoặc là do vô minh mình nghe ai nói mình nặng nề thì mình cây gỗ lời, nhưng mình không có cảm nhận đây là cái khổ, nên mình vẫn phải chìm đắm trong cái khổ này. Lưỡi cũng thấy, dạ, lưỡi thì cũng nếm, thì mình nếm những cái vị ngọt, mình cảm thấy ngon, ngọt, béo. Mình nghĩ tới những cái thức ăn rất là ngon, trái cây tươi, hoặc những cái thực phẩm rất là ngon. Nhưng mình không thấy cũng cái lưỡi này, mà nhiều người, người ta rất rất là đau khổ. Người ta không có cái ăn, người ta không có, hai ba ngày ta mới được một bữa ăn. Rồi ăn thì ăn mì gỏi không, đến để đứng thì không được, run rẩy luôn. Mình không thấy đó là khổ, mà mình chỉ hưởng được cái ngon do cái phước đời trước mình có, nên mình thấy ồ ngon quá, chứ mình không có thấy cái khổ do cái lưỡi nếm, nên mình vẫn cuốn trôi trong luân hồi.
thân thì cũng vậy. Thân thì mình cứ thấy những cái sự xúc chạm êm ái, những cái chữ vuốt ve ha, ngọt ngào. Mình không có thấy được những cái đau khổ. Và khi mình đau thì mình uống thuốc và mình nghĩ đi bác sĩ, mình nghĩ thế này thế kia. Mình không nghĩ mình có thân đây, luân hồi nó kéo, mình rất là đau, rất là đau. Khi mình đau thì mình quên đi, mình quên đi. Nhưng mà khi mình khỏe mạnh lại, mình gặp được những cái xúc chạm thì mình lại nghĩ đây là sự xúc chạm êm ái, rồi lúc đó mình lại cũng cuốn theo luân hồi. Tất cả đều là do vô minh. Ý thì cũng vậy thôi. Dạ, ý thì cũng vậy thôi. Mình cứ tưởng thấy cảnh đẹp, nhớ cảnh đẹp, nhớ cảnh này cảnh kia, những cảnh khổ thì mình nhớ qua để mình buồn. Mình không nghĩ do có cái thân này, do nên nó rất khổ như vậy. Thành ra từ chỗ đó nó cuốn qua luân hồi. Dạ, mấy ngày nay Dục Quỳnh cảm nhận cái đề tài này, thấy tất cả mọi người rất khổ, bản thân Dục Quỳnh cũng khổ, nên Dục Quỳnh cảm nhận như vậy. Dạ, nếu Dục Quỳnh có sai, kính thầy và đạo tràng chỉ dạy để Dục Quỳnh sửa. Nam mô Nam mô Bụt Thầy nha. Rồi, sa thú năm điểm. Cái gì đây? Trả lời sai có bị phạt không thưa thầy? Thì trả lời sai đang dịch lộn, rồi tối về tự mình phạt mình quỳ nhang ngồi thiền nửa tiếng thì nó phạt. Tự phạt. Rồi mời ai lên bổ túc thêm cho nó sâu sắc hơn nữa coi. Mời quý vị coi. Mời lên mạnh dạng lên nha. Rồi mời phát nguồn lọt coi. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ toàn thể quý chư tăng, quý cô tư nữ, con xin được trả lời câu hỏi của thầy ạ. Dạ. Theo như con nghĩ thì sáu xứ ở đây là lục căn của mình, là sáu xứ ở đây là sáu nơi, là bên trong và bên ngoài, như là sáu cảnh, sáu căn tiếp xúc mê sáu trần ấy, thì sẽ vì vô minh cho nên chúng ta sẽ chấp sai, chấp đúng, rồi tham ái khởi lên thì dẫn đến chúng ta là bị lôi cuốn khổ đau trong tam giới. Đã con xin hết, đã có gì thì mong thầy chia sẻ thêm cho con ạ. Con cảm ơn ạ. Rồi, xa thứ 5 điểm. Rồi, mời thêm quý vị nha. Ai bây giờ chỉ nha. Tina, rồi mời Tina. Dạ thưa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ con ngài Chí Đức, con kính chào thầy. Con xin phép được thêm chút xíu, có sai xin thầy sửa giùm. Thì sáu xứ là có nhãn xứ, thì trong đó có liên quan đến sáu xứ nội và sáu xứ ngoại. Thì nhãn xứ thì có cái nhãn thanh triệt, còn nhĩ xứ thì là có liên quan đến sắc mà nhĩ thanh triệt, tỷ xứ là có liên quan đến trong là tỷ thanh triệt, và thiệt xứ là liên quan đến thiệt thanh triệt, thân xứ là có liên quan đến thân thiệt thân thanh triệt. Dạ, thì sáu xứ này bị chói bị sáu xứ là do bị chói chặt trong năm cảnh và cảnh pháp nên bị cứ trôi lăn trong vòng luân hồi. Dạ, con xin phép được hết. Rồi, xa thú thêm chút xíu mắm xíu muối vào. Xa thú 5 điểm. Rồi, còn ai nữa không? À, đây, cô Hồng Mai. Rồi, Hồng Mai lên giải thích coi.
Hoàng Thanh hay là mời Hoàng Thanh trước, mai sau nha. Kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và con kính chào quý đạo hữu. Con cũng trả lời liều, để có thì con cũng sẽ tự quỷ nhang. Thưa thầy, nếu mà nói về xứ thì con nghĩ là có sáu xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Và tất cả nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ nó chính là năm sắc thần kinh ạ. Và ý xứ thì con không biết, con chỉ biết nói thế thôi ạ. Con xin xuống mic, nếu sai thì con xin thầy sửa cho con và quý đạo hữu ạ. Con xin. Rồi, này có gan làm giàu. Có gan làm giàu. Cho 5 điểm, 5 điểm ủng hộ. Rồi mời cô Hồng Mai coi, cô Hồng Mai nay lên làm cho sâm tụ được cái. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô San Thầy Giá. Dạ con kính lãnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng các cô tu nữ, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Sáu xứ là gì và tại sao do sáu xứ mà chúng ta bị sanh tử, bị trói chặt vào vòng luân hồi? Dạ, sáu xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là năm sắc thần kinh và ý xứ. Vì sáu xứ bị trói chặt trong năm cảnh trần và cảnh pháp nên bị cuốn trôi, nên bị trong những cái kính mắt và những cái cảnh pháp bị cuốn trôi đó nên đưa chúng ta vào vòng sanh tử. Thì xứ thì có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Dạ, thưa thầy, chắc con một rổ một dịch có phải không thầy? Rồi, xa lắm, 5 điểm, 5 điểm. Thì còn ai thì nói cho hay, thì nó có bài học đàng hoàng sao vậy? Nó quên hết trơn rồi. Mời cô Meta coi. Mời cô Meta. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, thưa thầy, chắc con thì cũng trả lời giống giống như mấy bạn đã nói trước thôi. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi, sáu xứ là gì? Và dạ, tại sao do sáu xứ mà chúng sanh bị sanh tử, bị trói chặt vào vòng luân hồi? Dạ, con xin trả lời. Theo con thì sáu xứ là gì? Sáu xứ là đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Và vì sao mà do sáu xứ này mà chúng sanh bị sanh tử, bị trói chặt vào dòng luân hồi? Thì theo con thì vì cái sáu xứ này, tức là cái sáu căn của chúng sanh như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, dính mắt tai, mũi, lưỡi, thân thì dính mắt vào năm cái trần cảnh, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mắt thì cứ dính vào những cái cảnh sắc đẹp, mê đắm vào cái những cái cảnh sắc đẹp. Rồi tai thì cũng mê đắm vào những cái âm thanh hay, những âm thanh ngọt dịu. Rồi mũi thì cũng thích ngửi những cái mùi thơm, mùi dễ chịu. Còn những cái gì mà khó chịu thì không thích, cái mê đắm vào đó. Rồi về lưỡi thì cũng thích là ăn những món ngon ngọt, chứ không thích ăn những cái gì cay đắng. Rồi thân thì được vuốt ve, xúc chạm vào những cái gì mà êm dịu, mát mẻ thì thích. Còn
những cái đau đớn thì không thích. Đó là năm cái trần cảnh. Còn về ý xúc thì chỉ lúc nào cũng nghĩ tưởng tới những cái gì hay, gì đẹp ở trong đầu, những sự suy nghĩ, mà không có thích những cái gì mà không hay, không tốt. Và đó là sự dính mắc của sáu xứ vào những cái trần cảnh và những cái tâm ý tốt đẹp, mà không có thấy được những cái mà không tốt, hay là những cái âm thanh xấu, những cái tiếng kêu la, rồi không có ngửi được những cái mùi xú uế hôi hám, rồi không có chịu, không có thấy được có những cái thứ khác nó là cay đắng, rồi không có thấy là những cái bị đau đớn thân xác, rồi không có bao giờ chịu nghĩ tới những cái gì mà nó không có tốt đẹp. Và chính vì sự dính mắc đó mà chúng sanh bị trói chặt vào, bị dính mắc vào những cái trần cảnh mà tốt đẹp như vậy, mà không có thấy được những cái trái ý nghịch lòng để mà tu tập, để mà sửa đổi, để mà cải chánh được những cái tri kiến chủ mệnh của mình. Cho nên chính vì lẽ đó mà cứ bị trói chặt vào dòng luân hồi sanh tử từ nhiều kiếp này qua kiếp khác. Và con nghĩ là như vậy thôi. Xin Thầy giảng dạy thêm cho con ạ. Sa thú, sa thú, cô mê ta. Năm điểm, năm điểm. Giờ mời thêm người nói ra cho nó. Mời cô Nancy. Rồi, cô Nancy đâu rồi? Giờ phải là mời cô Nancy. Dạ, con xin đảnh lễ chư tôn đức ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, sáu xứ, sáu xứ là gồm có nhãn xứ, tức là thần kinh nhãn, nhĩ xứ là thần kinh nhĩ, tỷ xứ là thần kinh tỷ, thiệt xứ là thần kinh thiệt, thân xứ là thần kinh thân, và ý xứ là 32 cái tâm tục sinh. Dạ, 32. Rồi sáu cái xứ này đó là nội xứ, và khi mà nó tiếp xúc với sáu ngoại xứ là sắc xứ, là gồm có cảnh sắc, thinh xứ là gồm có cảnh thinh, khí xứ là cảnh khí, vị xứ là cảnh vị, và xúc xứ thì gồm có ba là địa, hỏa và phong. Và pháp xứ thì khi mà sáu cái nội xứ tiếp xúc với sáu ngoại xứ thì nó cho lên xúc xứ, và từ xúc xứ thì nó duyên cho thọ, và từ thọ thì nó duyên cho ái, rồi thủ, rồi hữu, và sanh già lão tử. Đó là cái phần còn lại của cái chuỗi 12 nhân duyên. Vì khi mà tức là sáu cái xứ này, khi mà nó tiếp xúc với sáu nội xứ, tiếp xúc với sáu ngoại xứ, thì khi mà mình gặp cái cảnh mà vừa ý thì mình lại dính mắc, khi mình gặp cái cảnh mà không có vừa ý thì là mình lại có cái tâm sân. Thành tất cả những cái này nó mà nếu như mình không có sự tu tập thì mình sẽ bị dính mắc và trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, sao thứ 7 điểm, 7 điểm.
Rồi mời cô Kim Nhung nghe, cô nói lộn xộn, mời Kim Nhung lên lấy 10 điểm luôn coi. Mời cô Kim Nhung, có một cái mấu chốt rất là quan trọng mà quý vị quên cái đó rồi. Mời cô Kim Nhung. Dạ con thưa thầy, con cũng không biết cái mấu chốt của thầy là cái gì. Dạ con cũng chỉ bổ sung thêm cái ý kiến của chị Nancy ạ. Dạ chị Nancy có nói là ý xứ là 32 tâm tục sinh, nhưng mà ý xứ đó là 32 tâm quả hiệp thế. Thì có 6 nội xứ, giống như chị Nancy đã kể, tiếp xúc với 6 ngoại xứ thì mình cho ra được 6 thức. Thì nó có hai cách, thì một là đi theo cái 12 nhân duyên, thì xúc thì sẽ duyên cho thọ, duyên cho ái như chị Nancy đã nói. Hoặc là từ 6 thức, thì 6 thức là 6 cái biết, 6 biết đối với 5 cảnh trần và cảnh pháp, tức là có khi cảnh pháp tức là những cái tưởng, cái suy nghĩ điên đảo của mình á, thì mình không có thu thúc được, nên là mình có những cái như là đi chạy theo cảnh trần, thì có những cái tham đắm, có những cái sân hận, thì như vậy là có những cái si. Thì đây là ba cái tâm sở bất thiện, và dù cho mà mình cũng chưa có quán, mình chưa có làm một cách triệt để, nên là dù có thiện nhưng vẫn có cái tâm sở si, cũng có si phần nó tiềm miên ở trong đó. Do đó nó cũng là những cái nhân mà đưa mình đi luân hồi ở trong ba giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và ở trong năm uẩn, là năm uẩn, bốn uẩn và một uẩn, tức là mình cuốn trôi trong ba giới, trong các uẩn và trong các tưởng, là hữu tưởng, vô tưởng và phi phi tưởng. Sáu xứ tức là sáu cái nhập, sáu cái nhập mà hay gọi là sáu xứ, hay là gọi là sáu cái nơi. Dạ con cũng chỉ biết như vậy á thưa thầy. Dạ con xin xuống mic, dạ, xin mời vị khác bổ sung thêm ạ. Ai xà thấu, xà thấu cũng bảy điểm, bảy điểm nhưng mà chưa vô cái lõi của nó. Cái tuần rồi chứ có giảng về câu của Đức Phật dạy làm sao nó giảng này không ai biết hết ta. Nhớ con câu lấy cái dạy rồi ai nhớ không? Đức Phật dạy sao về sáu xứ quên hết trơn rồi. Mời cô Nhung lên bổ sung cái này, cái quan trọng nhất mà không nói dòng. Rồi Tina lên đi, Tina giơ tay lên, bắt con bắt mic lên, lên đi. Dạ con xin, con kính đảnh lễ Văn Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào thầy và đạo tràng. Nếu mà theo vài tuần rồi á, thì con vì do vô minh không hiểu sáu xứ nên bị trói buộc chặt vào vòng sinh tử. Do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại, xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại, và chi pháp là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Dạ con chỉ thấy trong bài là như vậy, có gì ngày sư ấp xin thầy sửa lại thêm. Rồi, xà thấu cái câu này mới là cái câu cốt lõi để chúng ta nắm cái pháp ha. Xà thấu
do không như thật quán tri sự tập khởi, tức là sự sanh và sự chấm dứt, là sự diệt của các pháp, của vị ngọt hoặc của sự nguy hại hoặc sự xuất ly của sáu xuất xứ. Sáu xuất xứ đây là sáu xứ tiếp xúc với sáu trần cảnh, là sáu xuất xứ. Cho nên vô minh chính là căn gốc, là lỗi của trong vấn đề này, vô minh vô trí trong sáu xuất xứ là xâm chiếm và tồn tại. Là cái câu quá hay, quý vị không để ý, quý vị nói dòng do tâm quốc trí. Nhưng mà cũng được, là coi như là hiểu bài ha, coi như là hiểu bài ha. Nhưng mà phải nhớ là cái lỗi của trong vấn đề này là chính là vô minh vô trí, không thấy được cái sự sanh sự diệt của các pháp. Mình cho nó là thường còn bất biến, mình cho là của mình, là mình thôi vân. Thì chính vì như vậy chúng ta đau khổ, nhưng mà bị chìm đắm, bị trầm luân trong bể khổ. Đó là vấn đề ha. Rồi nắm được chưa? Hello. Câu số 2 rồi, câu số 3. Kính lễ sư Tại Đức mới vào rơm, sư Pháp Trang mới vào rơm. Câu số 3. Ai viết đây, có ai vào? Muốn vượt khỏi mộc lưu. Muốn vượt khỏi mộc lưu. Chúng ta nên hành thiền. Chúng ta nên hành thiền. Chỉ tịnh. Chúng ta nên hành thiền chỉ tịnh. Cho đến khi đắc ngũ thiền. Cho đến khi đắc ngũ thiền thì sẽ vượt thoát mộc lưu. Thì sẽ vượt thoát mộc lưu, phải chăng? Rồi, là ý câu nói là mình muốn vượt ra khỏi cái mặt luôn, là mình phải tu tập thiền định cho tới khi nào đắc được ngũ thiền. Rồi thì lúc đó là chúng ta sẽ vượt khỏi được cái mặt luôn, sẽ thoát khỏi cái cơn thác lũ của ác pháp. Đó là câu số 3. Câu này mời quý vị lên thảo luận để cho nó sôi nổi lên nha ha. Rồi, đừng có lấy học dịch nữa nha. Câu này dễ, lấy học dịch nữa thôi. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Con kính chào Thầy. Dạ, mấy con chưa lên, con lên thử, không biết có lấy học dịch không? Dạ, thưa Thầy, các câu hỏi là muốn vượt khỏi bọc lưu, chúng ta nên hành thiền chỉ tịnh cho đến khi đắc ngũ thiền thì mới vượt thoát mộc lưu, phải chăng? Dạ, câu này thì không đúng theo con, tại vì cái người tu thiền chỉ có thể vượt được, tạm thời vượt được cái dục bọc thôi, trong cõi dục là tám tâm tham, nhưng mà cái hữu bọc họ vẫn còn đam mê trong chính tầng thiền thì họ vẫn chưa vượt ra khỏi, và cái kiến bọc là cái chính là cái tâm sở tài kiến thì họ vẫn còn trong đó luôn, không có, vẫn chưa có diệt được, và vô minh thì lại càng chưa diệt được, thành ra họ không thể nào vượt thoát khỏi bọc lưu, chỉ vượt thoát được cái dục bọc thôi, tạm thời vượt thoát khỏi cái dục bọc, còn ba cái hữu bọc kiến bọc thì chưa. Khi chắc từng thánh đạo và quả ở thiền minh sát hoặc là vipassana thì cái người sơ đạo, âm người tu đầu quần thì mới diệt được cái kiến bọc và tầng nhị và tam thì chỉ giảm nhẹ cái hữu bọc, và cái vị tứ quả thì diệt hẳn luôn tất cả là vô minh bọc.
Thì đó là phần giải thích của con. Dạ con xin trăm mít, không biết có sai thì thầy chỉnh sửa. Rồi, sao thấu thấy của Bách Ta giơ tay, mời của Bách Ta muốn bổ sung, mời của Bách Ta nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con tính con trả lời câu hỏi này nhưng mà thôi thì cô Hà đã trả lời rồi, thôi con chỉ có nghĩ là muốn vượt khỏi con để đọc lại câu hỏi. Muốn vượt khỏi bọc lu, chúng ta nên hành thiền chỉ tịnh cho đến khi đắc ngũ thiền thì sẽ vượt thoát bọc lu phải chăng? Dạ con thì con nghĩ đơn giản là phải hành thiền và được đắc đến tứ quả thì mới vượt khỏi bậc lu. Con chỉ nghĩ vậy thôi. Dạ thôi, con xin nhường mic cho người khác ạ. À, xa lắm. Dạ, cô mấy ta được 5 điểm. Hà trình bày chính xác ha, rất là xa thứ. Hà lắm chi pháp rất là tốt. Rồi giờ ai muốn bổ sung lên bổ sung thêm ý thêm gì đó, rồi mời pháp nguồn vào khai. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý chư tăng ạ. Xin được trả lời câu hỏi của thầy. Như con nghĩ thì nếu mà đắc được ngũ thiền chỉ an chỉ tịnh này thì chỉ được lên được vẫn ở trong tam giới như là dục giới hoặc là vô sắc giới hoặc là trong cái cõi thiền vô sắc giới và thiền sắc giới, cõi dục giới thôi chứ còn chưa thể nào mà thoát được khỏi bọc lưu. Mà theo con nghĩ như bọc lưu đây là như là tất cả những cây vô minh lậu. Nếu mà khi mà mình dứt được hết vô minh lậu thì chỉ có bậc tứ quả thì mới hết được vô minh lậu rồi ạ. Đã thì ta sẽ phải tu tập từ phàm rồi chuyển sang thánh, rồi thì đắc đến tứ quả thì mới hết được vô minh lậu. Dạ con xin hết ạ. Rồi, xa thứ. Rồi, cô Nhật Quỳnh, cô Nhung gì đó lên bổ sung mời lên nha. Nên phân tích cho rõ ràng luôn ha, cho bà con học luôn ha. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức, cùng chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh vừa vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật biết được tín hiệu. Dạ hồi nãy Nhật Quỳnh thấy câu của Pháp Nguồn Lào Cai nói tại sao cứ cho 5 điểm. 5 điểm là may lắm rồi nha Lào Cai, chứ còn nếu không thì ăn hộp vịt tiêu điều đúng đó. 5 điểm là may lắm rồi, vậy là tốt lắm đó. Dạ Nhật Quỳnh xin trả lời các bà. Muốn vượt khỏi bọc lưu, chúng ta nên hành thiền chỉ tịnh cho đến khi đắc ngũ thiền thì sẽ vượt thoát bọc lưu phải chăng? Dạ theo cái ý nghĩ của Nhật Quỳnh. À mến chào Nguyên Trang vì giao đạo tràng. Thì Nhật Quỳnh nghĩ là thiền chỉ tịnh không giúp cho ta thoát khỏi bọc lưu. Lý do thiền chỉ tịnh chỉ như lá đè trên cỏ thôi. Muốn vượt khỏi bọc lưu thì phải hành thiền minh sát thì mới vượt khỏi bọc lưu. Và khi nào chứng được đạo quả, ít nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn thì mới vượt khỏi bọc lưu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh có sai kính thầy chỉ dạy cho. Dạ. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ.
Dạ, con kính đảnh lễ thầy, kính chào các anh chị. Dạ, câu mà muốn vượt khỏi bộc lưu á thì mình phải thực hành 37 phẩm Bồ đề. Đó là gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất giác chi và bát chánh đạo, thì phải phải có 37 cái pháp này. Tức là nói tóm lại là mình phải thực hành mà vượt khỏi bậc lưu thì mình phải có đồng thời một lúc là 8 chi đạo. Lúc này nó sẽ là 8 thánh đạo nó cùng khởi lên. Đối với người hành thiền minh sát thì mình mới đoạn trừ hoàn toàn 10 kiết sử để trở thành bậc A-la-hán, thì lúc đó mình mới vượt vượt hẳn bộc lưu. Dạ, đó là ý kiến của con, thưa thầy. Con kính tri ân thầy ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. Cũng đóng góp thêm được một số ý kiến. Rồi, mời cô Hà lên phân tích lại chậm rãi, rõ ràng lại cho bà con có nghe lại cái ý của mình nãy cũng hay lắm. Mời cô Hà lên phân tích lại coi. Giờ ta lên. Nó bắt lại. Cô Hà nó mất rồi, cô Hà đâu rồi? Nãy nó phân tích, giờ nó mất tiêu rồi. Rồi xuống mic nha, nhìn cô Nhung. Dạ con, thưa thầy, con xin bổ sung ạ. Dạ, dạ, do có câu ở Đức Phật nói là: này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Do đó mình phải dùng 37 pháp Bồ đề này để mình diệt trừ hoàn toàn tâm si trong 12 tâm bất thiện. Dạ, con xin bổ sung câu nói của Đức Phật như vậy ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mây, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con vừa tính ra khỏi nhà thầy gọi mà con lại con phải chạy ngược lại. Dạ, con, dạ, để con bổ túc lại. Thì cái câu hỏi của thầy thì nó sẽ không đúng với một cái người chính là ngủ thiền thì họ vẫn chưa thoát khỏi tứ bậc, nhất là hữu bậc, kiến bậc và vô minh bậc, dục bậc. Họ chỉ có tạm thời như là đá đè cỏ, chỉ tạm thời là diệt trừ tạm thời thôi, nhưng mà chứ chưa hẳn. Thì đó là cái dục bậc. Còn đối với một cái vị chứng đắc đạo quả tu đầu quần thì họ sẽ diệt được cái kiến bậc, đó là cái sự tà kiến. Và đối với cái vị bậc nhị hay tam thì kiến bậc cũng được diệt trừ, nhưng mà hữu bậc thì vẫn chưa, vì vẫn còn đam mê trong các trần thiền. Và đến cái bậc tứ quả, tứ đạo tứ quả thì thực sự đã diệt tất cả, vì không còn vô minh bậc, không còn hữu bậc và kiến bậc, và dĩ nhiên dục bậc. Thì ở những cái vị mà chỉ chứng đắc ngũ thiền và thiền chỉ thì chỉ có tạm thời diệt được cái dục lậu, nhưng mà tất cả những cái dục bậc khác thì chưa được sát trừ hữu bậc, kiến bậc và vô minh bậc. Dạ, con xin cho mít con biết là con nói vậy có đủ ý của thầy chưa? Rồi, xa thứ. Rồi, bây giờ câu hỏi là, ta hỏi là muốn vượt khỏi bộc lưu, chúng ta là nó như mình ha, chúng ta nên hành thiền chỉ tịnh cho đến khi đắc ngũ thiền thì sẽ vượt khỏi bộc lưu phải chăng? Thì khi một người hành thiền chỉ tịnh có vượt khỏi dục bọc không quý vị? Dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, vô minh bọc không?
chỉ có dục vọng tạm thời thôi. Dục vọng là tại người những vị này ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng trú vào trong sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Thì như vậy họ chỉ tạm thời thôi, chứ không có nghĩa là họ vượt khỏi luôn ha, chỉ là tạm thời thôi. Rồi ngay cả lên đất từ tầng thánh cũng vậy, đất tu đồ quần thì cũng dục bọc vẫn còn, nhưng mà kiến bọc thì hết. Kiến bọc, ủ bọc, kiến bọc, quên bọc còn nguyên ha. Rồi lên tới nhị tam thì cũng làm giảm bớt ha, làm giảm bớt những cái đó. Chỉ có đất A La Hán thì mới diệt trừ được tứ bọc, dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, vô minh bọc. Cho nên Đức Phật có dạy này, chư tỳ khưu, câu của cô Kim Dung đưa là câu của Đức Phật ha. Này chư tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, cái câu đó rất là tuyệt vời ha, quý vị nên nhớ. Chính vì không giác ngộ, tức là mình không có thật sự mà chứng đắc được các pháp, là không chứng đạt được thánh giới, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. Cho nên phải tu tập, phải hành pháp đúng pháp, đúng 37 pháp trợ đạo. Ai nói một cách đơn giản nhất cho bà con đừng bớt ngán, chứ mà chỉ cần hành tứ niệm xứ thì hành tứ niệm xứ tự nhiên mấy kia cũng phải đi theo thôi. Cho nên bớt ngán chút xíu thì đó là như vậy. Khi chúng ta muốn vượt khỏi bậc lưu là mình phải đi vào 37 pháp trợ đạo để mà phát triển được trí tuệ, để chứng ngộ được các pháp như chân như thật. Đó là như vậy ha. Rồi, đó là xa thứ, xa thứ ha. Rồi, câu số mấy vậy? Số 3, câu số 4. Câu số 4. Tứ Thánh Đế là gì? Tứ Thánh Đế là gì? Nếu tính theo nhân quả thì nên hiểu như thế nào? Tứ Thánh Đế là gì? Nếu tính theo nhân quả thì nên hiểu như thế nào? Nếu tính theo nhân quả thì nó... Rồi, câu này dễ quá ha. Tứ Thánh Đế là gì? Giải thích đó. Và nếu tính theo nhân quả thì như thế nào nào ha? Và giải thích cho nó rõ ràng, nhẹ nhàng đó. Rồi, mời quý vị quan hỷ tham gia cho mảnh là nha. Thiện vụi nhau, thiện vụi qua, cầm mất thiện vụi qua. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào Thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa Thầy, con xin trả lời câu số 4. Tứ Thánh Đế là lời dạy của Đức Phật về bốn sự thật cuộc đời, hay người ta còn gọi là Tứ Thánh Đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khổ đế đầu tiên là Đức Phật dạy mọi pháp hữu vi đều là khổ. Và sự thật thứ hai, tập đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của khổ là do lòng tham ái. Sự thật thứ ba, diệt đế, Đức Phật dạy nhưng mà có thể diệt được khổ. Khi mà diệt khổ thì sẽ, nơi đó sẽ là chứng đắc được Niết Bàn. Và sự thật thứ tư là đạo đế, là con đường diệt khổ. Đó là bát thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu mà giải tính theo nhân quả thì tập đế chính là nhân và quả là dẫn đến khổ đế. Và
tập đế và khổ đế và tập đế là ở trong hiệp thế, còn trong cái phần siêu thế vượt muốn vượt thoát khỏi khổ, vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi thì thực hành bát chánh đạo tính là nhân để đưa đến kết quả. Khi đã đắc được tầng thánh A-la-hán bậc tứ thánh thì chúng ta sẽ diệt được khổ và chứng đắc được niết bàn. Đó chính là quả của quá trình thực hành bát chánh đạo, hay nói rộng ra là 37 phẩm trợ đạo. Dạ con hiểu như vậy, con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ. Xà thứ, xà thứ, 5 điểm, 5 điểm. Rồi, mời vị khác tiếp, bổ sung ra nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào thầy Trinh Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh thấy rung em rung, nên Nhật Quỳnh điều ngoạn lên trả lời để cho thầy giảng giải, chứ để rung im thì mọi người tưởng đâu máy mình có vấn đề để chạy ra chạy vào, nên đây là điều ngoạn. Dạ cảm ơn đạo tràng rất nhiều cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh xin đọc lại câu hỏi để tìm ý tưởng, chứ còn Nhật Quỳnh thật sự là không hiểu rõ lắm đâu. Dạ, giống như Nhật Quỳnh chịu đắm để cho quý vị ăn sâu ra nghe quý vị. Tứ thánh đế là gì? Nếu tính theo nhân quả nên hiểu như thế nào? Tứ thánh đế theo Nhật Quỳnh hiểu, ai hiểu rõ được phổ tập diệt đạo thì đó là tứ thánh đế. Nếu tính theo nhân quả nên hiểu như thế nào? Nếu tính theo nhân quả thì khi mà mình thấy khổ, mình thấy khổ thì mình phải không sao, Nhật Quỳnh ăn hụt dịch cũng như ăn cháo lương nó quen rồi. Dạ. Nếu tính theo nhân quả thì mình thấy khổ, thì khi mình thấy mọi sự ở đời có thân thì khổ, thì mình phải tu tập 37 phẩm trợ đạo. Rồi khi mình tu tập được 37 phẩm trợ đạo trên cái đường đó, thì nếu mình hành được 37 phẩm trợ đạo thì mình sẽ diệt được cái khổ, và cái diệt đó đi đến đạo quả niết bàn. Đó là tư thánh đế. Và nếu tính theo nhân quả nên hiểu như thế nào? Dạ Nhật Quỳnh mạo muội để trả lời, để cho thầy giảng giải cho đạo tràng hiểu, và Nhật Quỳnh cũng là người hiểu hơn. Nhật Quỳnh thú thật là nói hoài thì Nhật Quỳnh giống như bị nhàm. Nhật Quỳnh giấu trong quý vị ơi,
chẳng qua điều mạng thôi. Dạ, kính thầy chị dạy lại giùm ạ. Rồi, xa thứ này cũng đúng là liều mạng thiệt. Có ba điểm rồi, mời Pháp Nguồn. Dạ, con thấy đạo tràng im quá thì thôi con cũng làm quả trứng, con xin được trả lời câu hỏi của thầy ạ. Dạ, tứ thánh đế thì tức là đế là sự chân thật, mà thánh là chỉ có những bậc thánh siêu phàm thì mới thấy rõ được pháp chân thật này. Thì khổ đế là sự khổ chắc thật, khổ vi tế. Cho nên là người phàm thì tưởng nhầm đó là hạnh phúc, rồi thì sinh ra những tà kiến, ngã mạn, những cái cách nghĩ sai. Còn tập đế là nguyên nhân sinh ra khổ đau, nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Nó là sở hữu tham, tức là lòng tham ái. Còn tập đế là nhân sanh ra đau khổ, là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Tập đế là sở hữu tham đó thầy. Còn diệt đế là sự chấm dứt khổ, là nguyên nhân sanh khổ. Thì diệt đế thì tức là niết bàn, là trạng thái hoàn toàn vắng lặng, chấm dứt khổ đau, và là điều kiện, nó không thể tạo điều kiện cho khổ đau nữa, nó là pháp vô vi rồi. Thì khi mà muốn tu tập được đến niết bàn này thì phải tu tập bát chánh đạo, thì chỉ có tám trì phần này thì sẽ đưa chúng ta đến sự giải thoát. Thì theo con như vậy, con xin thầy bổ sung thêm cho con. Dạ, con xin chứng minh. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Con xin kính đảnh lễ các quý sư và các quý cô tu nữ, và con xin kính chào thầy kinh, và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả lời tứ thánh đế là gì, nếu tính theo nhân quả nên như thế nào. Dạ, thưa thầy, tứ thánh đế là bốn sự thật chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đó là khổ thánh đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và nếu tính theo nhân quả thì nên hiểu như thế nào? Thì nếu mà nói tính theo nhân quả thì tập đế là nhân, tập đế là nhân, và khổ đế là tập đế là nhân, bị gọi là tham ái, vì tham ái nhân sinh cho khổ thánh đế, và khổ thánh đế là quả, là tức là quả, mà là khổ thánh đế là danh pháp và sắc pháp mà bậc chân lý thánh nhân đã chứng ngộ. Còn nếu mà nói về đạo đế là nhân, đạo đế là nhân để dẫn đến chứng ngộ niết bàn, để chứng ngộ được chân lý được của tứ thánh đế. Còn nói về diệt đế không có bị, không phải là quả, mà nó không, diệt đế có thể là không phải là không có duyên nào hết, nó là phi nhân phi quả, nó không có nhân duyên nào cấu tạo nữa mà nó không còn sinh tử, thì đó là diệt đế. Dạ, đó là những cái ý kiến con xin nói. Dạ, con xin hết ạ. Con xin xuống mít ạ. Xa thứ. Lại thấy cô Kim Nhung giơ tay, mời cô Kim Nhung lên nói sao cho nó hay ho. Mời con. Dạ, alo ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Kính chào các anh chị. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con không dám nói là con nói hay hơn theo ý thầy đó thầy. Con chỉ bổ sung theo thêm với ý kiến của các bạn đạo thôi ạ. Dạ, câu hỏi đó là Tứ Thánh Đế là gì? Tứ Thánh Đế là cái, trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật thì Đức Phật chỉ ra hai điều là khổ và sự diệt khổ. Thì để hiểu rõ hai điều này thì có Tứ Thánh Đế, thì Đức Phật nói đây là chân lý. Bốn Thánh Đế là bốn sự thật. Đây là chân lý cao thượng về sự khổ, đây là chân lý cao thượng về nguồn gốc khổ, và đây là chân lý cao thượng về sự diệt khổ, đây là chân lý cao thượng về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Dạ, Tứ Thánh Đế là bốn sự thật về khổ, nguyên nhân đưa ra khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Về khổ thì Đức Phật cũng chỉ ra là ba điều, là mình phải nhận chân được cái khổ, rồi mình phải nhận biết đây là khổ và nhận biết đây là khổ, và đã nhận biết rồi nguyên nhân đưa ra khổ cũng phải biết đây là nguyên nhân đưa ra khổ, đã cần phải nhận biết, cần phải diệt trừ và đã diệt trừ. Còn đối với diệt khổ thì đây là diệt khổ, và diệt khổ thì cần phải tác chứng và đã tác chứng. Còn đối với con đường đưa đến diệt khổ thì đây là con đường đưa đến diệt khổ, và diệt khổ thì cần phải tu tập và đã tu tập. Thì về nhân quả thì nguyên nhân khổ là quả, còn tham ái là nguyên nhân đưa đến khổ. Còn đối với diệt đế và đạo và con đường đưa đến diệt khổ thì không phải là nhân quả, mà cái con đường đưa đến diệt khổ chỉ là con đường đưa đến thoát khổ hoàn toàn. Đây không phải là nhân quả con đưa dẫn đến, vì Niết Bàn là sự diệt khổ hoàn toàn, tịch tịnh hoàn toàn, thì là không có nhân, không có duyên, nên là không có, là vô nhân. Do đó là không phải đó là quả của cái con đường đưa đến diệt khổ. Thì đối với bốn Thánh Đế này thì Đức Phật đã hoàn toàn chứng ngộ bốn pháp Thánh Đế với dưới ba sắc thái và 12 cái phương thức. Thì đây là cái sự thật, đó là bốn sự thật. Dạ, con nói bồng bong mà con cũng không biết là như vậy có đúng ý thầy không. Và Đức Phật đã tự chứng ngộ hoàn toàn bốn Thánh Đế dưới ba sắc thái và 12 phương thức, rồi đem ra giáo hóa cho chúng sanh. Và bốn sự thật đó nó đã là sự thật thì ở các đời Phật quá khứ cũng như vậy, Phật hiện tại cũng vậy, và Phật vị lai cũng như vậy, thì đó là cái sự thật luôn luôn là như vậy. Dạ, con kính tri ân thầy. Con xin xuống mic ạ, xin mời vị khác ạ. Sao thế câu hỏi dễ quá, nói dòng do tăng bố trí. Ai cũng nói dòng do tăng bố trí. Tứ Thánh Đế là gì? Tứ Thánh Đế là gì? Là bốn pháp chân thật, bốn sự thật của gọi như là tuyệt đối, bốn sự thật của bậc thánh, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy thôi chứ có gì đâu, nói dòng do tăng bố trí gì. Nói vậy cho nó rè dòng. Rồi bây giờ về nhân quả thì mình phân tích nhân quả về bốn cái đó. Thì khổ đế là gì? Khổ đế là gì? Khổ đế là quả. Rồi tập đế là gì?
tập đế là nhân, như vậy là tập đế là nhân cho ra quả là khổ đế, là nhân quả, đúng không? Phân tích theo nhân quả thì hai cái này là nhân quả, đúng rồi. Rồi hai cái sau, diệt đế là gì? Diệt đế là sự chấm dứt, sự chấm dứt, sự hoàn toàn sự đau khổ. Hồng mai nhân quả. Rồi đạo đế là con đường quá chánh đạo, là đường quá chánh đạo, đúng không? Thì hai này nếu mình nói theo đời thường á, nói theo thông thường á, thì nó là nhân quả, tức là do tu tập bát chánh đạo để mà thành tựu được cái diệt đế, thành tựu chứng đắc được niết bàn, thì mình nói theo thường nó là nhân quả, nhưng mà thực sự nó không phải. Thanh Chánh Tâm nói đúng, cô Nhung cũng nói đúng, nó phi nhân phi quả, đúng rồi. Thì giống như là người ta thí dụ như là một người bị rơi vô trong khu rừng rậm, bị lạc vô, nó giống như mình vô rừng của sự đau khổ, vô rừng rậm đó. Thì vô rừng đó thì có người ta chỉ cho mình một con đường, con đường đó nếu mình đi theo cái con đường đó, đó thì mình sẽ ra được cái con đường an toàn, ra được cái nơi an toàn, đúng không? Thì từ thì người đó mần mò theo con đường đó, là con đường bát chánh đạo, người đó mần mò đi theo ra khỏi rừng, gặp cái con đường ngoài lộ thì được an toàn. Thì như vậy cái con đường ngoài lộ an toàn nó có phải là kết quả của cái con đường mình đi ra không? Phải được. Cái con đường mình đi ra hay là con đường trong rừng, mà con đường ngoài kia nó có sẵn rồi, phát mới gì. Cái đường ngoài kia là con đường lộ, nó có sẵn. Thì niết bàn vậy là niết bàn là vô sanh bất diệt, niết bàn là phi nhân phi quả. Thì bát chánh đạo nó chỉ là con đường để mà đưa đến để mà thoát khổ thôi, cho nên không thể tính nó là nhân quả được. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu một cách rốt ráo là như vậy ha. Chứ không phải cái con đường mà mình đi trong rừng, mình đi ra gặp cái đường cái là cái con đường nhỏ này nó là nhân, con đường cái là quả, là trật. Nó không phải vậy. Cái con đường cái là nó có sẵn rồi, là cái chỗ an toàn là nó có sẵn rồi, thấy không? Nó là như vậy, nói vậy thì mình hiểu rõ ha. Rồi, cái gì nắm được chưa? Sao đúng không? Rồi, ok. Rồi, giờ câu số 5. Kiến mộc khi sanh nơi người sơ đạo, kiến mộc khi sanh nơi người sơ đạo thì sẽ sanh nơi người nhị đạo, phải chăng? Kiến mộc khi sanh nơi người sơ đạo thì sẽ sanh nơi người nhị đạo, phải chăng? Rồi, câu này dễ ủi ha. Kiến bọc khi sanh lên người sơ đạo thì nó có sanh lên người nhị đạo không? Sẽ sanh lên người sơ đạo, phải chăng? Rồi, bây giờ đây coi. Mời ai đây? Mời Hồng Mai đi, Hồng Mai làm lại cái nãy giờ ngồi dưới cười hoài, tủm tỉm cười hoài. Rồi, mời cô Hồng Mai lên ha. Dạ. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, kính lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang, thưa cô tu nữ và toàn thể đạo, kính chào thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, các con được một rổ một dịch luôn á. Kiến bọc, dạ, để coi. Kiến bọc khi sanh nơi người sơ đạo thì sẽ sanh nơi người nhị đạo, phải chăng? Kiến bọc là dòng trạng thái, dòng thái kiến chấp sai lầm. Kiến chấp sai lầm, nhưng mà người sơ đạo đã dứt trừ ba phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Theo con biết là kiến bọc là thường kiến và đoạn kiến,
tăng kiến hoài nghi với cấm thủ. Thì người sơ đạo là cũng đã diệt trừ được ba hạ phần thiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì con nghĩ là đã khi đã diệt trừ được như vậy thì sơ đạo đã diệt trừ được thì sẽ không có thì sẽ không còn kiến bọc. Và người nhị đạo thì cũng ngoài ba hạ phần kiết sử thì cũng là diệt trừ một phần một ít, như là những cái ái dục, những cái năm hạ phần kiết sử, ba hạ phần kiết sử tiếp, hai hạ phần kiết sử tiếp theo. Dạ, con nghĩ là đắc sơ đạo thì cũng đã diệt trừ được kiến bọc rồi, thưa thầy, cho nên người nhị đạo cũng vậy thôi. Thì cái chi pháp là tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham học tà. Dạ, thì người đắc sơ đạo thì cũng đã diệt trừ, thì con nghĩ là người nhị đạo cũng đã diệt trừ luôn, nên hai người này thì sẽ không có kiến bọc, thưa thầy. Con không biết đúng hay sai, con chỉ hiểu như thế, thì có gì sai nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con có gì con cũng xin nhận một rổ chứng dịch của thầy luôn. Xa thú, xa thú. Nói mà không tự tin vậy trơn. Nói không có tự tin. Thật quá, phải chắc cú, nói là phải chắc cú. Kiến mọc ghi sanh người sơ đạo, kiến mọc sao sanh người sơ đạo được. Kiến mọc tà kiến thì đã diệt ngay người sơ đạo rồi. Thì người nhị đạo làm gì có nữa. Câu hỏi đó là câu hỏi là không nên nói vậy. Câu hỏi mà phải trả lời là không nên trả lời như vậy, không nên nói như vậy. À, rồi xà thú 10 điểm. Xà thú hay quá, giỏi quá. Rồi câu số 6. Câu số 6 ha. Ai còn vô minh thì người đó không thể chứng đắc được thánh đạo, phải chăng? Ai còn vô minh thì người đó không thể chứng đắc được thánh đạo, phải chăng? Rồi câu này dễ ủa. Coi ai đây, kêu ai đây? Nguyên Trang. Rồi mời Nguyên Trang lên. Rồi nói rồi, ai còn vô minh thì người đó có thể đắc chứng đạo, không thể đắc chứng đạo, phải chăng? Mời cô Nguyên Trang coi. Dạ con Nguyên Trang nó mất tiêu rồi. Alo, có nghe không? Nguyên Trang nó mất rồi. Trốn rồi. Mời cô gì? Cô khoan hạ giường cho cô Phúng lên trước đi. Cô Phúng rồi. Cô Phúng nãy giờ còn yên dưới trốn mất mà kéo lên thấy tên đây. Tô Thị Phúng nó mất rồi. Đâu rồi? Rồi mời cô Tô Thị Phấn. Dạ thử. Dạ con cầm mic khó quá nên con không có dám phát biểu. Dạ
Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào thầy, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả lời câu số 6. Ai còn vô minh thì người đó không chứng đắc thánh đạo, phải chăng? Dạ, thưa theo con thì vô minh á, là khi mà mình diệt được vô minh là tới tứ quả, tức là bậc A-la-hán mới diệt vô minh. Cho nên là ba cái thánh quả đầu, tức là sơ quả, nhị quả và tam quả thì đã chứng đắc nhưng mà vẫn còn vô minh, cho nên câu này là không đúng. Tức là ba quả đầu, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả thì đã chứng đắc rồi nhưng mà vẫn còn vô minh, cho nên là chỉ có bậc tứ quả thì mới diệt được vô minh. Dạ, thưa con chỉ có ý kiến bao nhiêu. Dạ, xin hết. Xà thú, xà thú, hay quá vậy ta. Hay quá, xà thú, 10 điểm, 10 điểm. Rồi, chỉ có bậc tứ đạo tứ quả mới diệt trừ được vô minh ha. Những bậc kia còn lại vẫn còn vô minh như thường, nhưng mà nó mỏng ra, vô minh nó bị bào mỏng bớt ha. Rồi, xà thú hay quá, đã lời ra dính liền ha. Câu số 7. Câu số 7. Người nào khi tâm không có tham, người nào khi tâm không có tham thì đồng nghĩa với bậc thánh tứ quả, phải chăng? Người nào khi tâm không có tham thì đồng nghĩa với bậc thánh tứ quả, phải chăng? Người nào khi tâm không có tham thì đồng nghĩa với bậc thánh. Rồi, câu này dễ ợt ha. Mời một người nam, gái nam, ai trong đây ai người nam đâu? Giơ tay. Này, nữ nhiều quá, nam bị lấn áp quá. Chánh Tâm đi, rồi Chánh Tâm lên đại diện phái nam lên trả lời coi. Mời Chánh Tâm. Dạ, yeah, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh và con kính chào cả lớp. Dạ, yeah, cái câu này, khi người nào thì tâm không có tham thì đồng nghĩa với bậc thánh tứ quả, phải chăng? Dạ, yeah, yeah, câu này đúng ạ. À, vì khi mà người nào mà tâm không còn tham thì đã tham đã diệt rồi, thì bậc thánh tứ quả là đã diệt hết hết 10 phần kiết sử rồi, không còn 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si nữa. Thì cái người nào mà không tâm không còn tham thì đồng nghĩa với bậc tính thánh tứ quả. Dạ, đó là câu đó đúng. Dạ, thưa thầy, con xin hết ạ. Rồi, 5 điểm, 5 điểm. Rồi, mời quý vị, mời bộ lên. À, để tới ai đây? Hai người, hai lên trước và dường nhau lên nha. Thầy, hồi nãy thầy kêu con mà con đang bận nên con không có bóc qua cầm mic được. Không biết ai cầm mic với con nha, con cũng không biết, để con coi nha. Hà hả? Ồ, ai? Con không biết. Dạ, thôi con xin nha. À, dạ con xin, cái này là không, con xin bổ sung. Con xin bổ sung là các vật mà bậc mà tam quả là tu đào hoàng, tu đào hàm, A-na-hàm, bậc A-na-hàm đã diệt được tham và sân rạ, nên con xin bổ sung thêm là thần thánh thứ ba, cái thần đắc đạo quả thứ ba là cũng diệt được tâm tham và tâm sân. Dạ, con xin xuống mic ạ. Rồi, cho ăn cái hộp vịt lộn. Thánh tu ta là hàm diệt được tham sân, ăn hai cái hộp vịt lộn luôn. Rồi, boss câu hỏi lên lại rồi, mời ai nãy nó giơ tay đó. Rồi, ai đó trả lời bổ sung đâu, giơ tay nha mời.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con được học các bài học của thầy dạy là bậc thánh tam đạo tam quả là đã diệt được dục ái, nghĩa là đã không còn tâm tham. Thì con nghĩ rằng người không còn tâm tham là đồng nghĩa với bậc thánh tam quả, là bậc thánh A-na-hàm, chứ không cần đến bậc thánh tứ quả. Dạ, con hiểu như vậy, con xin thầy dạy để cho con ạ. Rồi, ăn hai dịch lộn tiếp. Dịch lộn tiếp. Rồi, rồi tiếp tục nha. Ai đây? Ai lên bổ sung tiếp tục? Rồi, mời Pháp Ngộ. Dạ, con xin trả lời câu hỏi của thầy ạ. Thầy hỏi là người nào khi tâm không có tham thì đồng nghĩa với bậc thánh tứ quả phải chăng? Thì theo con nghĩ là không thể nào mà đồng nghĩa với bậc thánh tứ quả được ạ. Bởi vì bậc thánh tứ quả là bậc A-la-hán rồi, cho nên là từ bậc tam quả trở xuống thì sẽ không thể nào mà đồng nghĩa được với bậc tứ quả. Dạ, con xin được xuống mic. Câu trả lời cũng lơ tơ mơ, chưa rõ được ha. Gà chia với lại ai đứng dịch lộn. Thôi mời con Trạng. Thầy cho con làm lại nha. Người nào khi tâm không có tham thì đồng nghĩa với bậc tứ thánh quả phải không? Dạ, con nghĩ khi mình không có được tính như vậy. Thí dụ như cái lúc mà có nhiều lúc cái tâm mình cũng đâu có tham đâu, nhưng mà một cái Phật một cái vị mà đắc tứ thánh quả đó là một vị A-la-hán rồi, là người ta đã đoạn trừ hết những cái phiền não người ta, cũng như là những vị đó là chấm dứt sanh tử luân hồi luôn. Còn cái tâm mình đâu có phải là cái tâm mình đâu có phải là lúc nào cũng tham và lúc nào cũng sân đâu, không? Thì con nghĩ là cái câu hỏi này là không có đúng. Dạ, cái câu hỏi này là con say no. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xà thú, xà thú lên gỡ là hao được 10 điểm mà xà thú. Đúng như vậy. Người nào khi tâm không có tham, không có tham không có nghĩa là nó diệt tham, tham vẫn có, nhưng mà tại vì lúc đó nó không có thôi. Lúc bình thường, nhất lúc mình đang học đạo, mình hành thiền giống như Đức Phật vậy. Hành tứ niệm xứ, khi tâm tham biết tâm có tham, khi tâm không có tham biết tâm không có tham, thì không có nghĩa là người đó là bậc thánh tứ quả nha quý vị. Không có tham không có nghĩa là đồng nghĩa với bậc thánh tứ quả. Bậc thánh tứ quả là diệt trừ luôn tâm tham. Còn mình không có tham là tại lúc đó cái tâm mình nó hên. Không có tham. Rồi xa thử nguyên đen ha, gỡ vốn ha, này gỡ vốn ha. Rồi câu số mấy rồi? Câu số 7 ha. Câu số 8. Câu số 8. Người nào có sự mong muốn chấm 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 thì đồng nghĩa với phàm phu phải chăng? Người nào có sự mong muốn chấm 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 thì đồng nghĩa với phàm phu phải chăng? Rồi, câu này dễ ui ha, câu này không lấy được 10 điểm nữa là thôi. Để coi ai đây. Chánh tâm cũng muốn lên gỡ vốn không? Chánh tâm muốn lên gỡ vốn. Rồi, lên gỡ vốn đi. Rồi, thầy dạ con kính. Kính chào cả lớp ạ, kính chào thầy. Rồi, thầy đem cái trick vô ha, nhưng mà con xin sẽ gỡ vốn cái này, giờ con hiểu ý của thầy. Người nào có sự mong muốn thì đồng nghĩa với phàm phu phải chăng? Dạ thì chưa chắc à. Không đúng đâu. Tại vì những người mà bậc thánh từ sơ quả cho đến tam quả thì họ vẫn còn ham muốn về cõi trời, cõi dục giới, cõi phạm thiên, chúng thiên vẫn còn ở những cái cõi đó, thì cái đâu có phải mà
thì đồng nghĩa với phàm phu được cái sự mong muốn. Còn nếu mà nói cái về phàm phu thì mong muốn tham, thì nói về cái sự mà cái người bình thường thì cái sự mong muốn thì nó tương đương với người phàm phu. Nhưng mà nếu mà nói về những cái bậc thánh mà về hữu bậc thánh hữu học và vẫn muốn tái sanh vào những cái cõi trời, cõi trời hay những cảnh cư thiên tịnh cư thiên thì sao mà đồng nghĩa với phàm phu được. Dạ, chỉ câu đó là không đúng à. Dạ, con xin gửi mít lại cho thầy ạ. Dạ. Rồi, dạ, đúng, 5 điểm. Được 5 điểm rồi. Còn ai không? Mời ai đây? Ai lên, xung phong lên trả lời câu này. Tuyệt vời, lấy 10 điểm ngon lành coi. Ai đã dòng người ta đây? Mời con Nancy đi. Con Nancy nãy giờ ngồi im quá. Mời con Nancy lên trả lời câu này cho hay. Mời con Nancy. Dạ, thưa con xin trả lời cái câu này. Nói cái sự mong muốn ở đây ấy, thì mình có thể nói là cái chi pháp của nó là sở hữu dục. Thì cái sở hữu dục này nó không phải chỉ có ở trong cái tâm bất thiện, mà nó có mặt trong tất cả những cái tâm thiện luôn, những cái tâm thiện hiệp thế hoặc siêu thế. Thì vậy một người có sự mong muốn thì không có đồng nghĩa với phàm phu. Vì có những cái vị thánh thì người ta những vị thánh chẳng hạn như sơ quả, và người ta khi mà người ta tu để đắc lên nhị quả hay tam, những cái tầng thánh cao hơn, thì trong khi đó người ta vẫn có những cái tâm sở dục này ở trong những cái tâm của họ, hoặc là những cái tâm thiện có những cái tâm sở dục này. Và nó và những vị đó không phải là phàm phu. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, xa thú 7 điểm. Còn ai lên bổ sung không? Ai bổ sung cho nó đầy đủ hơn chút xíu nào. Cô Nancy cô mở được cái chìa khóa ăn chút rồi đó. Khi vậy dặn thêm mấy cái nữa ra luôn. Ai lên bổ sung? Rồi, còn ai không? Hay tình nguyện giơ tay đi, bổ sung cái câu này hay lắm, cái câu này. Rồi, mời cô Meta, xà thủ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Dạ, con kính đảnh lễ Thầy. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thì đồng nghĩa với phàm phu phải chăng? Thì con nhớ là người phàm phu thì bao giờ cũng mong muốn muốn điều này điều kia, nhất là tâm tham. Còn các bậc thánh thì cũng có sự mong muốn, mà con nhớ là cái câu là nói là pháp dục, đó là sự mong muốn của các bậc thánh. Thì như vậy là sự mong muốn của phàm phu không thể đồng nghĩa với cái pháp dục của các bậc thánh. Con hiểu như vậy thôi. Dạ, con có ăn hột dịch thì cũng được. À, con nhớ thì sao con nói như vậy. Dạ, con xin xuống ạ. Rồi, xà thú thêm được ý kiến cũng được 7 điểm. Rồi, mời cô Nhung lên bổ sung cho nó đầy đủ ra làm sao cái này, di pháp này cho nó ngon lành ha. Rồi, mời cô Nhung. Dạ, con thưa thầy, con cũng không biết có đầy đủ không. Dạ, dạ con thưa thầy, con bổ sung thêm ý kiến của chị Nancy. Thì là dục, mong muốn là tâm sở dục. Thì trong cái dục này thì nó có hai, là pháp dục
thì nó đưa đến là của phàm phu, còn nếu mà là tác dục thì nó đưa là những cái mong muốn mình thấy cái mà mình đạt được á, nó còn thô, nó còn chưa có hoàn toàn thoát khổ, mình thì mình lại mong muốn nó lên cao hơn. Ví dụ như bậc sơ quả thì thấy mình còn phiền não, rồi cái bậc nhị quả, tam quả thì dần dần bớt trừ phiền não, rồi đến bậc tứ quả thì lúc đó diệt trừ hoàn toàn phiền não để chứng đắc niết bàn vô sanh. Dạ, cái đó thì mình do mình mong muốn cao hơn, mà những cái pháp thiện đó là tác dục. Dạ, con thưa thầy, đó là ý kiến của con, xin bổ sung thêm ạ. Rồi, xa hướng nhưng mà chưa được. Và cô Nancy muốn gỡ dấu không? Cô Nancy nghĩ là được chưa? Gỡ dấu được không? Cô Nancy đâu rồi? Nghĩ là được chưa? Rồi, mời cô lên gỡ dấu coi chứ, còn chút xíu nữa, lấy được 10 điểm rồi. Dạ, thưa thầy, con cũng biết gỡ vốn làm sao. Chỉ có nói thêm chút nữa là trong cái sự mong muốn, nếu như mà nó đi kèm với những cái pháp bất thiện đó, thì chắc chắn đó là sự mong muốn đó là đồng nghĩa với phàm phu. Nhưng mà nếu như mà nó đi kèm với những cái pháp thiện thì nó không chắc là đồng nghĩa với phàm phu. Vì những vị thánh cũng có thể có những cái sự mong muốn. Và những vị đó không phải là phàm phu ạ. Rồi, xa thứ chưa, còn chút xíu nữa, ai lên nói chút xíu nữa, còn một chút nữa, ai lấy điểm không? Quyên Trang có lên bổ túc lấy điểm không? Học quên hết trơn người ta, cái gì học chi pháp quên hết rồi. Không được, học đã rồi, mấy năm trời rồi, giờ ôi, quên rồi. Rồi, mời Chánh Tâm. Dạ, yeah. ở dưới dạ con kính thầy, ở dưới xin giúp cho Chánh Tâm ha. Theo con biết á, thì chị Nhung có thể bổ túc thêm cho Chánh Tâm. Con biết á, thì ở trong đời á, cái dục của dục thế gian á là thích sắc thanh hương vị xúc pháp, là cái đó là cho dục những người phạm phu. Còn cái dục thứ hai á là pháp dục, là cái pháp muốn cao thượng để cho đi đến vượt ra khỏi cái phạm phu, đó gọi là pháp dục. Còn cái thứ ba đó là cái dục, cái gọi là vị a la hán, mà cái gì dục con quên rồi, là tác dục hay là cái dục đó thì là những vị làm nhưng mà không có cho cái sự làm nhưng mà không có mong muốn hay là những cái quả gì hết, chỉ làm qua hành động thôi, thì đó là cái ba dục đó mà con không hiểu. Con nhớ quên ba cái tên đó, là một cái là tác dục, pháp dục, và một cái là cái dục mà dưới thế gian gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Dạ, đó là ba dục đó. Dạ, xuống hết. Con xin bổ túc thêm. Dạ, con xin xuống mít. Rồi, xa thứ. Nhờ đã nhắc lại 4-5 người lên nói, giờ mới nhớ lại chút xíu, mình cũng chưa rõ. Thì giờ chúng ta nên biết dục là sanh đá, là tâm sở dục. Nó chỉ đơn thuần nó là nằm trong tâm sở gì quý vị? Nằm trong nhóm tâm sở gì? Alo. Quên hết rồi. Tâm sở biệt cảnh nằm trong tợ tha biệt cảnh thì nó là không thiện mà cũng là không bất thiện, đúng không? Nó chỉ là một cái tâm sở với cái trạng thái là phận sự, là mong muốn vậy thôi, nó đơn thuần là mong muốn. Rồi khi mà tâm sở dục này nó đồng sanh với tâm tham thì người ta kêu là cái gì?
là tham dục. Rồi khi mà đồng sanh với những cái tâm bất thiện, gọi là trong cái tham thì kêu là tham dục. Nhưng mà khi tâm sở dục này nó đồng sanh trong những tâm thiện thuộc dục giới, sắc giới, dưỡng giới thì kêu là gì? Là pháp dục. Đúng rồi, sự mong muốn được làm việc thiện, mong muốn được tu tập, rồi sự mong muốn được chứng đắc thì là pháp dục. Nhưng mà tâm sở dục này đồng sanh trong tâm duy tác thì kêu là gì? Là tác dục. Đúng rồi, vì như vậy tác dục nó là một thánh a la hán luôn á. Thì ra cái sự mong muốn mà mình không có nắm được, mình cứ hễ nói mong muốn là mình cứ nghĩ tới tham dục thì là mình trật lất. Nếu bậc a la hán thì cũng muốn vậy, cũng muốn làm này làm kia, cũng muốn đi đây đó, cũng muốn làm thiện, cũng muốn hành thiện, nhưng mà cái tâm của bậc a la hán là thuộc về tác dục. Có nói gì đâu, nãy nói đặc lắc chứ đừng. Rồi, giờ đó là vấn đề chúng ta học và nhớ là ôn ha, nhắc cho quý vị ôn là những cái chi pháp ha. Thì dục mong muốn là có ba vấn đề: tham dục, pháp dục và tác dục. Nói đâu nghe không có rõ ràng, nói tôm lum hết trơn. Nói tác dục của gì đó không phải bậc A-la-hán, nói tác dục của bậc thánh tu quần nghe nó hàm gì đó trật ha. Tác dục là chỉ tính theo A-la-hán thôi. Chưa, nắm được chưa? Nhớ pháp là chưa? Nhớ bài học là nha quý vị. Câu số mấy là ta? Dễ quá, nói trật lắc nãy giờ. Rồi, câu số 9. Dục tham đang sanh với người nào? Dục tham đang sanh với người nào thì tâm si phóng dật cũng đang sanh với người đó, phải chăng? Dục tham đang sanh với người nào thì tâm si phóng dật cũng đang sanh với người đó, phải chăng? Rồi, con xin dễ ợt ha. Rồi, dễ ợt. Ăn dễ như ăn cơm bữa. Rồi, ai lên đây để rồi mời Thiện Vũ đi. Thiện Vũ lên cái này. Sao Thiện Vũ là Tô Thị Phú ha, từ từ kêu từ từ nha. Thiện Vũ, Tô Thị Phú. Rồi, mời. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, con xin kính chào thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, lúc con vào thì con không có được học phần này thầy dạy, nhưng mà trong những cái bài pháp con nghe, con chấp nối, thì con hiểu là trong những cái tâm tham á, thì tâm sở của nó thì 13 tâm tệ tha, có thể không đủ 6 biệt cảnh. Ví dụ cái nền của nó là 13 tệ tha cùng với 4 si và 3 cái tham. Nếu mà nó không có hỗ trợ, vô trợ hay hữu trợ thì nó còn thêm cái hôn trầm hay tụy miên. Thì theo con hiểu như vậy đó, thì khi mà có tâm tham thì nó sẽ có đủ 4 tâm si, nên nó có, nên nó sẽ đồng si, nên đồng sanh với cả tâm si phóng dật, là 4 cái tâm sở si, là si vô tàm, vô quý, phóng dật, là nó có đủ hết để nó có nằm trong tâm tham. Con hiểu như vậy, con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ. Rồi, sao thứ cho 5 điểm đi, 5 điểm an ủi. Rồi, cô Phúng đâu rồi? Cô Phúng nãy trả lời hay quá, giờ mời cô Phúng làm lại. Rồi, mời con. Dạ, con kính lãnh lễ quý sư, kính lãnh lễ thầy. Kính chào đạo tràng. Con thì là cầm mít, cái bàn tóp con cầm mít khó quá nên con cũng không dám nói. Dạ, thưa thầy, theo con á, thì tham dục sanh với người nào thì tâm si phóng dật sanh với người đó, phải chăng? Thì theo con là không đúng. Là bởi vì tâm sở dục
là chanh đá thì nó chỉ đi với 101 tâm, trong đó thì nó không có đi với vô nhân và hai tâm si. Cho nên tham dục sanh với người nào thì tâm sở si phóng dật sanh với người đó là không đúng. Dạ thưa thầy, tại vì tâm sở dục nó không có đi với tâm si ạ. Dạ thưa con, chỉ có bao nhiêu ý kiến, không biết đúng hay sai ạ. Con cũng đói bụng, nếu có trứng thì con ăn trứng. Dạ. Không đọc kỹ câu hỏi, đọc kỹ câu hỏi lại chứ. Không được, cho 5 điểm. Rồi, mời tiếp gì khác. Ai đây? Dạ, lấy coi ai nè. Ai muốn lên lấy điểm gỡ vốn coi. Ai lên? Tina, nãy giờ Tina ngồi im ru chứ hả ba? À, rồi, mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Sàng Thầy, Tham Mà Giá, Nam Mô Sàng Thầy, dạ. Dạ, con xin trả lời. Tâm tham thì có 8 tâm tham hợp tà, ly tà thì tâm tham. Nó đi với hai cái tâm, tâm chính gốc thì nó là tham, nhưng mà nó đi với hợp tà thì nó đi với tà kiến, mà ly tà thì nó đi với tâm sở ngã mạn. Thì nó không có cái tâm si phóng dật ở trong đây. Nếu mà nó sanh khởi, nhưng mà nếu mà mình hiểu nó là cái căn gốc cội nguồn, thì nó có tâm sở si thôi, chứ nó cũng không có thể có tâm sở si phóng dật. Dạ, con xin trao mic lại cho thầy ạ. Quý vị có nghe rõ cô Hà nói không quý vị? Nghe hay chập chờn, mà cũng hình như nó cũng gần gần đúng, nó đúng gần đúng. bị echo rồi. Rồi mời con Nancy lên, mời Hà lên nói lại đi. Mời Hà nói lại, nói rõ rõ, cái máy hơi bị gì đó. Dạ, con xin sám hối tại con ngoài đường hả sư thầy. Dạ, không biết giờ có nghe rõ không ạ? Dạ, thì dạ, con xin nói lại thì cái tâm tham thì nó sanh khởi thì có 8 loại tâm tham, tâm tham hợp tà và tâm tham ly tà. Mà nếu mà tâm tham hợp tà thì nó đi với tham và tà kiến. Mà nếu mà nó đi với tâm tham ly tà thì nó là tham đi với ngã mạn. Thành ra nó không thể có cái tâm si phóng dật nó sanh khởi ở đây, tại mình đang nói tâm tham. Và nếu mà mình nói rõ hơn nữa thì nó là căn gốc cội nguồn của si, nhưng mà nó chỉ là căn gốc cội nguồn của si thì là tâm sở si thôi, nó cũng không hẳn là tâm sở si phóng dật, thành ra nó cũng không có, nên cái công là sai. Rõ ra xa thấu thấu, nhưng mà cho 7 điểm thôi, chưa được tròn đủ. Rồi ai đây, ai tiếp theo giơ tay lên. Lại thấy ai giơ tay quên rồi, thấy hình như có ai quá. Nguyên Trang rồi, gỡ vốn đi chứ. Em đang nãy có chặt gỡ lại đi. Còn ai nữa? Ai lên. Con lé quá. Dạ ủi. Rồi chánh tâm lên gỡ đi. Chánh tâm thua mấy keo rồi đó. Chánh tâm lên gỡ giống rồi. Cũng nói tới đó gì hả? Rồi. Rồi, chấm tâm. Trời ơi, cứ kêu con lên rồi, cái bắt đầu cho 5 điểm mà nói sai không rồi, con cứ chọc con đem lên con. Dạ, thôi con cũng xin trả lời luôn. Nếu mà nói về dục tham, để con đọc lại câu hỏi ha. Dục tham đang sanh với người nào thì tâm si phóng dật đang sanh với người đó phải chăng? Dục tham nếu mà nó đang sanh á thì không, dục tham là nói về là tâm tham thì sẽ tâm thì không có tâm si đi trong đó, nhưng mà tại vì
đã dục tham là nói về tâm tham, là tám cái tâm tham, là thì là bốn bốn cái tâm tham hữu trợ và bốn cái tâm tham vô trợ, thì đã là nó đã có tám cái tâm tham thì sao có cái tâm si đi đó trong đó được. Nhưng mà nếu mà nói đúng á, thì khi có tâm tham thì nó sẽ có nhân, là nhân si trong đó, chứ không có tâm si trong đó thì cái nhân si trong đó thì nó có, nhưng mà cái si phóng dật nếu mà nói về trong cái dục tham thì nó không có trong cái tâm si phóng dật, vì đó là tâm si nó chỉ đi một mình cái tâm si của nó thôi, chứ nó không có đi với cái dục tham. Còn dục tham thì nó có đi với nhân si. Dạ, con xin nói vắn tắt như vậy. Dạ, xin thầy có gì chỉ dẫn thêm ạ. Con xin xuống bích ạ. Cảm ơn. Rồi, xa thú gỡ được điểm ha. À, mời cô Dung lên bổ sung coi. Bổ sung sao cho nó hay, rõ. Nãy Hà cũng bị một cái lỗi nhỏ. Rồi, mời cô Dung. Dạ, con kính thưa thầy. Dạ, con cũng không biết có bổ sung đúng theo ý thầy không? Dạ, con cũng xin bổ sung. Dạ, nói dục tham thì nỗ tham, sở hữu tham này nó chỉ phối hợp được với tám tâm tham. Dạ, con cũng giải thích giống như Hà với lại Chánh Tâm. Nhưng mà nó nếu mà nói tính theo tâm tham thì nó có tâm si. Nhưng mà nếu mà chỉ nói dục tham là tâm sở tham thì nó chỉ đi với tám tâm tham. Câu hỏi đang sanh với người nào thì tâm si phóng dật cũng đang sanh với người đó, phải chăng? Thì không thể được, vì hai tâm này không thể sanh cùng đang sanh được. Dạ, trong một thời điểm chỉ một tâm sanh. Dạ, con cũng chỉ biết nói đến thế. Dạ, con kính tri ân thầy. Rồi, xa thôi. Câu dễ quá, lung tung. Làm sao có chuyện hai tâm sanh cùng lúc được cái gì? Dục tham đang sanh với người nào thì tâm si phóng dật cũng đang sanh với người đó, là chuyện đó làm sao có thể xảy ra được. Hai tâm không thể cùng sanh một lúc. Mày coi mình trích cái này ha. Nhưng mà cái tâm sở si thì đồng sanh với lại tâm tham nha. Tâm sở si nó là căn bất thiện ha, đồng sanh với lại tâm tham, đúng không? Rồi, nãy Hà nói tâm sở si, tâm sở phóng dật không có mặt trong tâm tham là chặt lắc nha. Tâm sở phóng dật là nằm trong thuộc nhóm nào? Alo. Tâm sở phóng dật nằm, rồi mời lên bổ sung ha. Tâm sở phóng dật nằm trong nhóm nào? Dạ, thưa thầy oan con á, con có nói là nó có căn gốc thì nó vẫn có tâm trần si đi với cái tâm tham, mà con có nói là không có, nhưng mà con nói là nó không có cái tâm si phóng dật đi cùng trong cái tâm tham. Thì cái tâm si nó có si phóng dật là si hoài nghi, hai cái tâm sở đó. Dạ, con xin trân đích lại đó. Nói tâm si phóng dật, tâm si hoài nghi cũng có hai cái tâm sở, lại hai tâm sở vô nữa, lại trật tiếp nó là tâm thì sao tâm sở? Tâm sở si là tâm sở phóng dật là nằm trong si phận, thì nó có mặt trong tất cả tâm tham. Nhưng mà nói tâm đã cái hai chữ tâm sở nhảy vô nữa hai chữ tâm sở nhảy vô thật lắc rồi, đúng chưa? Dưới lính quýnh nói thật pháp rồi, mệt lắm nha. Rồi về đó là cái câu này giải đáp rồi ha, nắm được ha. Rồi câu cuối cùng ha, rồi câu cuối cùng chưa hiểu nè. Thì ta là tâm sở si phóng dật, nãy nói là tâm si phóng dật không có mặt trong tâm tham, rồi giờ lên nói là tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật là hai tâm sở không có mặt trong tâm tham. Thả nói tâm rồi tâm sở đó, nó có lộn xộn gì nữa, nắm được chưa? Nói trúng rồi, nhưng mà quýu nói lộn xộn tâm sở hai cái vô cùng một.
Rồi. Thông được chưa? Thông qua được chưa? Rồi, câu số 10 nha. Câu số 10 lên gỡ gỡ gạt nha. Tham, sân, si là nhân cho quả khổ. Phải. Tham, sân, si là nhân cho quả khổ. Phải. Vậy, quả khổ có phải là nhân cho sanh tham sân si không? Vậy, quả khổ có phải là nhân cho sanh tham sân si không? Câu này dễ ôi ha. Câu này dễ nhận cơm sườn. Rồi, mời quý vị lên giải thích câu này cho nó hay, cho ngọt ngào ha. Rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc lại câu số 10. Dạ, con trả lời theo thiện ý của con. Tham, sân, si là nhân cho quả khổ. Thì điều đó quá đúng rồi. Dạ, rồi cái vế thứ hai là vậy, quả khổ có phải là nhân cho sanh tham sân si không? Dạ, cái câu này thì, cái vế thứ hai thì con xin trả lời là không đúng. Mà con phải trả lời là cái quả khổ á, là cái nhân để đưa đến con đường sanh tử luân hồi. Chứ không có thể nói là cái nhân cho sanh tham sân si nữa. Dạ, con chỉ trả lời như vậy thôi, không biết có đúng hay không, xin Thầy chỉ dạy ạ. Ai xà thấu xà thấu cho mắt ta. Rồi, mời quý vị bổ sung tiếp nha. Năm điểm. Rồi. Dạ, Mô Bút Thầy. Dạ, con mới vừa nghĩ ra là con xin bổ sung. Cái vế thứ hai là quả khổ có phải là nhân cho sanh tham sân si không? Thì con nghĩ là có, bởi vì nếu mà cái quả khổ, thí dụ như là bây giờ người ta khổ quá thì người ta có thể có cái tâm tham là người ta muốn là được tốt hơn. Người ta có cái tâm tham là người ta muốn được tốt hơn để thoát khỏi khổ. Hoặc là nhiều khi quá khổ vì gặp những cái điều không có được như mong muốn thì người ta sân, người ta bực tức, người ta sân. Rồi gặp những cái điều mà quả khổ đó thì người ta có thể là người ta vô minh, người ta tiếp tục người ta làm những cái việc mà để tạo nên cái điều bất thiện nữa.
Thí dụ như bây giờ người ta không có ăn, người ta khổ quá, người ta không có ăn, mà người ta sống ở cái nơi mà có nhiều cá, nhiều tôm, thì người ta vì vô minh, người ta không hiểu được là sát sanh là sẽ đưa đến quả khổ, thì người ta có thể là người ta làm, người ta đi bắt cá, người ta chài lưới để mà có ăn. Thì như vậy thì cái quả khổ có thể là cái nhân để sanh trong tham, tâm sân và tâm si. Và con xin nói bổ túc như vậy, không biết có đúng hay không. Và con xin thầy chỉ dạy. Ơi, xà thú, xà thú ha. Rồi, mời Pháp Nguồn Lào Cai bổ túc nha, bổ túc thêm ha. Dạ vâng ạ, con xin được bổ túc thêm ạ. Theo con thì quả và nhân thì nó riêng rẽ, nó không thể nào mà nó gieo được. Nhưng mà nếu mà đối với vị những vị thánh thì khi mà gặp quả khổ thì vị cũng chấp nhận, chứ vị cũng không gieo thêm nữa, chấp nhận lãnh quả khổ. Ví dụ như ngài Mộc Kiền Liên chẳng hạn, thì ngài bị cái quả khổ là bị bọn cướp giết đấy, nhưng mà cái tâm của ngài thì sẽ được giải thoát rồi, không bị cái sự khổ đau tham sân si nó chi phối nữa. Cho nên là như cô vừa nói là cũng đúng, con chỉ thêm góp ý thế thôi ạ. Cho nên hai cái này nó không thể nào mà nó giống nhau được ạ. Cái quả của nó không giống nhau được ạ. Ví dụ như tham sân si thì cho quả khổ, nhưng mà cái quả khổ này thì nó cũng có thể cho được đi những cái cảnh giới khổ đau, thì nó cũng sẽ lại tiếp tục luân hồi như thế. Nhưng mà đối với những vị thánh thì nó sẽ dứt tuyệt được ạ. Vâng ạ, con xin được hết ạ. Rồi, xà thứ. Ngay bổ túc là một người nữa thôi, một người nữa bổ túc. Ngon lành nha, rồi mời chúng ta. Dạ, kính thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi ạ thầy. Tham sân si là nhân cho quả khổ. Dạ, đúng, tham sân si là nhân cho quả khổ. Vậy quả khổ có phải nhân cho quả tham sân si không? Nếu mà nghĩ đã là quả thì nó không phải là nhân cho quả tham sân si. Nhưng mà quả khổ nó có thể tạo thành nhân cho tham sân si. Vì mình không chấp nhận cái quả khổ thì là mình sẽ tạo ra những cái hành động thiện và bất thiện, thì nó sẽ tạo thành nhân. Nhưng mà quả khổ không phải là nhân, nhưng mà nó tạo thành nhân cho tham sân si, vì mình không có chấp nhận cái quả của mình đã làm, cái quả mình đã chấp nhận từ cái tham sân si của mình, thì mình sẽ tạo ra từ cái khổ đó mà mình tạo ra thành nhân cho tham sân si sau này. Đó là con xin bổ túc thêm. Dạ, con xin chào. Cảm ơn thầy. Rồi, xa thứ. Rồi, cô Mết Ta cũng phát triển được sự nhận thấy cũng khá sâu sắc ha. Và cái về tính tâm cũng khá là bắt đầu tiến bộ ha, nhạy bén từ từ. Giờ xin hỏi này, giờ tham sân si là nhân cho quả khổ, quả khổ là những quả nào? Alo. Quả khổ là những quả nào? Và quả bất thiện là những cái tâm quả bất thiện vô nhân. Vậy những cái tâm quả này nó có thể làm nhân hay không? Nó phải là nhân hay không? Quả sao nhân, yes là trật lắc, yes là trật liền, hiểu chưa, có tới là mình chết liền, là mình sẽ bị lộn pháp liền. Quả là quả, chứ sao quả là nhân được, nó là tâm quả, nó là quả, nhưng mà kính thưa quý vị, nó là quả, nhưng mà nó sẽ là duyên, ở đây là duyên, tức là quả duyên, làm duyên cho bất thiện pháp sanh khởi.
Si eco tâm eco meta nói cũng khá nhưng mà chưa chồng cái không có giải thích được thôi á. À, tức là tâm quả này nó sẽ làm duyên để cho tham sân si có khả năng sanh khởi trở lại. Chẳng hạn như giờ mình bị khổ, bị thân thức thọ khổ, bị đánh đập đau khổ, cái quả khổ này là do nhân quá khứ bất thiện mình làm, giờ mình phải bị đau khổ, cái thân bị đau khổ, thì cái thân bị đau khổ này nó là quả, nhưng mà nó sẽ là điều kiện tạo duyên cho tâm sân sanh khởi. Đau quá nổi bạo đó. Tâm sân sanh khởi, nhưng mà tâm quả không phải là nhân để sanh ra tâm sân, nhưng mà nó là duyên, như là quả duyên tạo điều kiện để cho cái tâm sân sanh khởi. À, đó là cái vấn đề mình phải nên hiểu là nhân quả rõ ràng chứ không phải lẫn lộn. Duyên là khác nha, nhân là khác mà duyên là khác, hai cái đề nó khác xa lắm ha. Rồi, đó là cái mình cần phải được hiểu cách rõ ràng như vậy ha. Nắm được chưa? Alo. Rồi, nắm được ha, xa thôi. Rồi, hôm nay mình có một buổi vấn đáp để mà tạo sự nhạy bén trí tuệ thêm ha. Rồi, do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sáng lo sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả ấy. Rồi, xin nghe những phước quý cho cô Nhật Quỳnh. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy những câu hỏi trong buổi học ngày hôm nay để cho đạo tràng được rõ hơn giáo pháp của Đức Thế Tôn để tiến đến nơi đạo quả giải thoát nếu tu tập. Một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy, và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn quý vị đã trả lời những câu hỏi làm cho sống động trong buổi học ngày hôm nay. Và con không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không sư? Nếu Đại Đức Pháp Trang có trước máy sẽ cho con xin một tín hiệu ạ.